Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 được lộc trời cho giỏ sàng phú quý nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, tuổi Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ sẵn lòng trao niềm tin của mình cho bất kỳ ai và điều đó thì đôi khi khiến cho họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ và những mất mát thì những gia chủ tuổi Tân Dậu vẫn luôn giỏ lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Và thưa quý vị, cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 6 âm lịch này. Trong tháng 6 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi trèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện vui, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị, vậy thì trong tháng 6 năm 2022 âm lịch này, thì vận trình của những người tuổi Tân Dậu như thế nào, công danh tài lộc của họ ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với chúng tôi theo dõi video phân tích ngay sau đây. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của những người tuổi Tân Dậu chính là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì họ đã nói. Họ cũng chính là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đánh lừa họ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến cho con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này chính là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bạn là người coi trọng hạnh phúc gia đình, tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cũng chính là nguồn sinh lực dồi dào, có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Yêu và được yêu chính là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Sự nghiệp của những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng không quá thuận lợi, vì vậy mà gia chủ cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn, chuyện đầu tư kinh doanh trở nên vội vàng, cũng cần thăm dò tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng chính là yếu tố cản trở thành công và nên để tâm tới vấn đề này. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh, nguy cơ đụng độ đào hoa ảo của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình của mình, nếu không thì rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, chính những gia chủ tuổi Tân Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết với bạn đời. Và nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng để có thể cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy con đường phát triển sự nghiệp của gia chủ vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế làm gì bản mệnh cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn. Thời điểm này bạn dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ và thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, bạn cũng cần phải tự nhìn lại bản thân mình trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Nếu có lỗi sai thì bản mệnh nên tự ý thức cùng với có hướng sửa chữa, chớ nên đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Tân Dậu dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được, cần phải tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi chỉ ra rằng tình hình tài chính của những người tuổi Dậu sinh năm 1981 trong tháng không được lý tưởng, con đường kiếm tiền làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất, cứu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao và nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Gia chủ Tân Dậu khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp nhận được thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1981 không nên lao động quá sức trong khoảng thời gian này, nếu không dễ rơi vào tình trạng lao lực khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra tổn thương khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra đi lại cần phải cẩn trọng, tránh chủ quan lơ là kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Các quý vị gia chủ Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về chuyện tình duyên trong tháng, người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp. Dù là nam hay nữ thì gia chủ thường xuyên rơi vào trạng thái bị động, chờ đợi người khác đến với mình. Người đã có gia đình cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn, nếu không vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra thì đôi bên cần phải chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc là khăng khăng làm theo ý của mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 6 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!